phàng Quảng Ninh nha mọi người. Đẹp dã man luôn. Đẹp cực kỳ. Nhưng mà đi hơi mỏi chân. Chùa Ba Vàng Quảng Ninh buổi tối đẹp cực kỳ luôn, nhưng mà đi hơi mỏi chân. Chùa Ba Vàng Quảng Ninh. Mệt chưa? Đi hơi mệt. Đi bậc cầu thang nãy giờ. Thở như gì vậy? Cái đấy bông thiệt đúng không? Đấy. Chùa Ba Vàng Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh chị ơi, chùa Ba Vàng Quảng Ninh. Đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà lên dốc hơi mệt. Mỏi lắm. Đi đây đi, mới mở chân. Chị đi, lên chân đi. Ừ, lên đi. Nghỉ tí, mỏi chân lắm. Còn lên trên nữa đẹp lắm, nhưng mà mỏi chân quá. Nghỉ tí. Phải xuống này.
chùa Ba Vàng. Đèn nó chói quá, chụp nó không đẹp. Uông Bí, Ninh Bình, Quảng Bình. Cái này hoa tươi đẹp nhở. Trời ơi, đẹp. Ô, mấy cái hoa tím tím này là hoa giả, còn này hoa thiệt. Mà đang mốc thì như nó giống như mốc rồi. Phải mốc không? Mốc cho chi nữa mà mốc à, bị mốc rồi. Chắc mưa. Nhưng mưa mà đẹp, nhưng mà đẹp ý. Chụp. Ừ. Ồ trời ơi, đẹp. Trong miếng đẹp hơn nữa nè trời. Wow. Trời ơi, hai cây lan, hai chậu lan này. Đỉnh chưa? Ô, đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Không uổng công đi nha mọi người. Lên dốc có mà mệt thiệt, nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. Đẹp hơn, đẹp hơn gì? Chùa Lê Nứng Đà Nẵng. Buổi tối đi đẹp lắm, nhưng mà nó hơi mỏi chân, tại vì lên cao lắm. Đẹp. Không uổng công đi nha mọi người. Đi đây. Minh Quang vô lượng. Mà đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp lắm mọi người ơi. Quảng Ninh, chùa Ba Vàng.